phía dưới đây hãng là không có làm dây viền, nhưng mà họ sơn cái này luôn. Gỡ ra thử cái phần này thôi thì bạn thấy cái lớp vải này, cái độ mà hoàn thiện á, các bạn sẽ liên tưởng tới những cái nón cao cấp của lệ 2S327, thậm chí là 805 luôn. Mình chưa thấy những cái hãng phổ thông nào á mà làm cái kiểu mà vải mềm mà có lưới như thế này. Nó sẽ giúp thoáng khí tốt hơn, thấm mồ hôi tốt và mát hơn. Càng xem xét kỹ về cái nón Yuhi 935 FV này thì mình bắt đầu dao động rồi. Những bạn nào coi video trước giờ của mình review á, hầu như đều thấy là mình không có thiện cảm nhiều với những cái dòng nón mà lặt hàm, nhất là lặt hàm lưng lửng như vậy nè. Tại mình hay lý luận cái chuyện á là để như vậy nè, nó sẽ tự nó kéo cái đầu nó chúi xuống và nó chỉ dùng trong một khoảnh khắc rất là nhỏ, là bạn lật lên uống nước hoặc là nghe điện thoại thôi. Chứ còn bạn bật lên như vậy, bạn đội đi trong phố hoặc đi gần gần á, nó không phù hợp với cái mục đích sản xuất ra cái nón này. Nó sẽ làm cho các bạn khó chịu hơn rất nhiều. Ví dụ mình lắc nhẹ nhẹ nè, các bạn sẽ thấy không, nó tự nó sụp xuống vậy nè, nó mỏi cổ lắm, thậm chí là nguy hiểm hơn gây đau quá đốt sống cổ. Nhưng mà cảm giác đội êm của chiếc mũ này nó làm cho mình bắt đầu mình suy nghĩ lại, có thể là mình sẽ bỏ tiền ra mua cái nón này để dùng để chạy những cái tour dài dài tốc độ không quá cao. Hồi xưa mới mở Hebi là lúc đó mình chỉ 24 tuổi thôi, giờ tuổi 30 rồi, mọi thứ nó khác rồi. Không còn thích mà chạy xe tốc độ cao nữa, không còn thích cái chuyện mà bạo lực tranh đua với đời hơn thua nữa. Mà lúc này á, nhu cầu mình cần là một cái nón nó êm dễ chịu, độ hoàn thiện tốt cũng như chắc chắn. Xét về những yếu tố đó thì thật sự ra Yuhi 935 FV có thể nói là chiếc mũ Yuhi đội êm nhất từ trước tới nay của hãng luôn. Thậm chí là khi đội vào các bạn sẽ không muốn cởi ra luôn, cảm giác nó mịn, nó dễ chịu lắm kìa. Và độ hoàn thiện của nó cũng rất là đáng khen. Ở phía dưới đây hãng là không có làm dây viền, nhưng mà họ sơn cái này luôn. Nó khác với cái nón Yuhi 851, dưới đây nó sẽ có hơi lộng rộng, nó chưa có được mượt mà như thế này. Hãng thì cố tình làm cái phần lớp mà nó phồng ra để các bạn để xuống á, những cái vị trí mặt bàn khâu ráp vậy nè, nó không bị chạ chạy chỗ này. Nhưng mà đổi lại nó sẽ bị sờn sờn cái phần viền nón này. Cái này là một phần đánh đổi thôi, được cái này thì mất cái kia, chứ khó mà tìm được một giải pháp hoàn toàn toàn vẹn hoàn mỹ hết lắm. Để soi ở phía trong đây các bạn sẽ thấy là tại sao cái lớp nó êm tới như vậy. Mình gỡ ra thử cái phần này thôi thì bạn thấy cái lớp vải này, cái độ mà hoàn thiện á, các bạn sẽ liên tưởng tới những cái nón cao cấp của lệ 2S327, thậm chí là 805 luôn. Mình chưa thấy những cái hãng phổ thông nào á mà làm cái kiểu mà vải mềm mà có lưới như thế này. Nó sẽ giúp thoáng khí tốt hơn, thấm mồ hôi tốt và mát hơn, cũng như là mút ở trong làm dày nhưng mà mềm, độ căng phòng nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Mình thử mình tháo luôn bên đây đi, để cho những bạn nào mà kiên nhẫn chút xíu có thời gian cùng nhau mà xem xét ở trong. Đó, cái này là cái ốp viền ở cổ nè, thường nó sẽ có cái chốt, đúng rồi, ok, có cái chốt bên đây nè. Tháo ngoài trước đây thì nó sẽ có những cái nút, những cái nút này nó giống như cái nón Yuhi 981 thôi. Đó, nó sẽ ăn liền với cái ốp viền cổ này luôn. Ở cái tai nghe intercom ở trong rất là rộng, và hãng cũng là khoét luôn cái chỗ này nè, để nó có cái G của cái dây điện á, để truyền tín hiệu á, nó sẽ không bị cộm xuống. Bên đây thì hãng khoét thêm chút xíu chỗ này để các bạn gắn tai nghe Bluetooth á, nó sẽ không bị cộm của cái micro đưa ra phía này. Cũng rất là chăm chú, tại vì những cái nón này là những cái nón thiết kế mới nhất hiện tại, cho nên những cái chuyện mà tích hợp âm thanh á, để mà giao tiếp cũng như là nghe điện thoại này nọ, nó cũng là cái nhu cầu của nhiều người. Nếu mà trước đây nhận cái báo giá của nón này 2.4 triệu bán lẻ thì mình sẽ cho rằng nó mắc. Nhưng mà gần đây khi mà nghiên cứu kỹ hơn độ hoàn thiện cũng như là độ chắc chắn của nón á, thì mình thấy là nó đáng tiền chứ nó không mắc các bạn. Thậm chí là gần đây mình có bán vài cái cho khách hàng thì khách đã phản hồi là hàng ok, chất lượng tương xứng với giá tiền. Thì Yuhi là luôn là vậy bằng, các bạn không cần nhìn ngân sách quá cao 5, 7, 8 triệu đâu, chỉ cần khoảng 2, 3 triệu thôi. Các bạn mua Yuhi á thì nó sẽ có được những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Cái những cái lợi ích nó mang lại là hoàn toàn vượt trội hơn giá tiền. Và những cái bạn nào xài Yuhi á, sau khi đổi nón trải nghiệm lên những dòng nón cao cấp khác một thời gian chán, nhiều khi lại quay về Yuhi nữa, tại vì nó quá tốt. Nó tốt ở chỗ là không những nó bền mà còn là cái khả năng hỗ trợ đối với khách hàng. Ví dụ như cái phụ kiện nó bán rất là rẻ, kính của nó nè có 200 mấy một cái thôi mà cái độ trong suốt của kính cực kỳ tốt luôn nha. Hãng này nó đã có mặt trên thị trường năm 1992 tới nay rồi, thậm chí là nó đã gia công cho những cái hãng lớn khác luôn. Ví dụ như là bạn biết cái thương hiệu MT Helmet xong là cũng sản xuất tại Yuhi nè. Thậm chí là ở châu Âu á, có nhiều người làm thương hiệu á, đặt cái mẫu giống gì custom lại thêm cái đuôi gió một chút xíu rồi thêm một số bộ phận khác á, đặt thương hiệu khác sẽ bán giá cao hơn rất là nhiều, 4-5 lần. Nó dông nó dài lần nhiều thôi. Sắp tới phát hiện thêm gì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nha. Và đây là chiếc mũ mình thấy rất là đáng tiền để mua. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.